Tử vi tuổi Tân Dậu 1981, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong mắt mọi người, tuổi Tân Dậu như biểu tượng của cán cân công lý. Bảy tuổi Tân Dậu luôn luôn tìm kiếm sự hòa hợp, công bằng, dù trong công việc hay đời sống hàng ngày. Tuổi Dậu mệnh mộc là những người hòa hợp, thân thiện, có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Họ đặt ra cho mình nhiều mục tiêu nhưng lại rất thực tế, không quá xa vời. Họ không ưa mạo hiểm, thử thách bản thân, họ chỉ làm những việc phù hợp với sức mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Tân Dậu mệnh thạch lụ mộc cũng là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, vùng cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước? Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mình đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính tình không thành thật hoặc sự nhọng báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Bản mệnh coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến bản thân cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng, cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp gia chủ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021, gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Gia chủ biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít. Gia chủ cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tân âm kim gặp ất âm mộc nên được gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Sự nghiệp của gia chủ tuổi Tân Dậu không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến khó có thể thực hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Bản mệnh hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 tháng 6 âm lịch,
đường công danh sự nghiệp của gia chủ tuổi Tân Dậu không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Gia chủ thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Tân Dậu cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Theo tử vi tài lộc của gia chủ tuổi Tân Dậu năm 2021, tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động trong tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của bản mệnh tuổi Tân Dậu trong tháng 6 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bốc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Gia chủ cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại hối hận. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này, gia chủ tuổi Tân Dậu cần mang bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp gia chủ xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm nay. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 6 âm lịch phương diện tình cảm của gia chủ tuổi Tân Dậu có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Gia chủ tuổi Tân Dậu đã kết hôn, có nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dì mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, cho dù gia chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bên cạnh đó, tháng này trong gia đình sẽ có chuyện vui, có thêm một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của các thành viên. Bản mệnh cũng nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người bạn đời của mình để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để có thể kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những gia chủ đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu gia chủ tuổi Tân Dậu không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, gia chủ không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái.
Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, gia chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Dậu, sinh năm 1981. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Tân Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm, xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục. Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp sát, đính mão, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp sát, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, mậu thìn, nạp âm, đại lâm mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, canh thìn, nạp âm, bạch lạc kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ rõ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý gia chủ hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.